Thưa quý vị, nhằm chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì phiên họp của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố với Tổ trưởng các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Cùng dự có các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn và Nguyễn Thị Anh Thi. Đến đây, các công tác chuẩn bị kỳ họp giữa năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 đã cơ bản hoàn thành. Theo đó, kỳ họp lần này dự kiến sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp trong 3 ngày 17, 18 và ngày 19 tháng 7 tại hội trường Hội đồng Nhân dân thành phố số 42 Bạch Đằng và được trực tuyến đến các điểm cầu tại Trung tâm Hành chính thành phố. Tổng số tài liệu trình kỳ họp lần này là 139 tài liệu. Tại phiên họp, Tổ trưởng các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã tham gia góp ý, trao đổi một số vấn đề cần tập trung thảo luận chất vấn tại kỳ họp về dự thảo chương trình giám sát năm 2024 và nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các tổ đại biểu chủ động phân công, thống nhất chuẩn bị nội dung chất vấn thảo luận tại kỳ họp. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu các đại biểu chú trọng góp ý dự thảo nghị quyết 6 tháng cuối năm, các tổ đại biểu sớm hoàn thiện đăng ký nội dung chất vấn tại hội trường để tổng hợp. Các ban Hội đồng Nhân dân thành phố sớm hoàn thiện các báo cáo thẩm tra, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố tổng hợp đầy đủ các nội dung góp ý của đại biểu, hoàn thiện nội dung thảo luận chất vấn, tiếp tục đôn đốc các cơ quan liên quan gửi tài liệu đầy đủ, tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo, nghị quyết, rà soát các cơ sở vật chất, chuẩn bị chú đáo cho kỳ họp diễn ra bảo đảm an toàn, hiệu quả.